Thưa quý vị, thời điểm trước trong dịp Tết Nguyên đáng, tình trạng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng trái phép các loại pháo có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Sau đây là ghi nhận tại huyện Long Thành. Để phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ trái phép, Công an huyện Long Thành tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, qua đó đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật về pháo nổ. Đơn cử ngày 25 tháng 12 năm 2023, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Tuyết, 49 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đang có hành vi tàn trữ hàng cấm, pháo nổ trái phép, nhằm mục đích để bán tại quán cà phê Phong Hải, ấp 8 xã An Phước, huyện Long Thành. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện phía dưới mặt bàn pizza trong quán cà phê có chứa 84 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, 13 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống. Kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện thêm 8 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống với tổng trọng lượng 151 kg. Qua đấu tranh, Tuyết khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng xã hội của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá hơn 77 triệu đồng để về bán lại kiếm lời thì bị bắt. Mua pháo về để mục đích để, để tàng trữ trong gia đình để mà bán nhưng mà em mới mua thì sẽ mới được một tuần thì trong quá trình công an vào lực lượng kiểm tra phát hiện thì có thu giữ một số pháo. Về. Trước đó tại khu vực ấp 5 xã An Phước, công an huyện Long Thành bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Bảo 19 tuổi quê Nghệ An tạm trú xã An Phước đang có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 2.000 viên pháo nổ loại pháo banh, hình cầu, bằng nhựa, nhiều màu sắc. Qua đấu tranh, Bảo khai nhận đang chuẩn bị bán số pháo trên cho một nam thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 14 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo. Cơ quan công an phát hiện thêm 650 viên pháo nổ hình cầu và một số tăng vật khác có liên quan đến việc chế tạo pháo nổ. Hay có người nhắn tin qua Zalo cho cho em để đặt mua pháo với số lượng nhiều. Em có lên các trang mạng Shopee để đặt mua một cái số nguyên liệu như là số nguyên liệu là vỏ vỏ pháo vỏ pháo có gắn kịp và thuốc nổ và dây chạy chậm sản xuất đồ hai ngang chạy thì người đỏ hèn lại thì em có gia giao cho người đỏ ở ở địa điểm gần chùa thập phương lúc đang giao thì em có bị lực lượng công an bắt giữ công an huyện Long Thành sẽ phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể để tiến hành tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân nắm hiểu rõ việc sử dụng pháo nổ trái phép là một hành vi vi phạm pháp luật để từ đó người dân nâng cao nhận thức tăng cường công tác nhiệm vụ cơ bản nhằm nắm chặt địa bàn, nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng, từ đó kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, các hoặc là có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để từ đó đấu tranh triệt xóa một cách có hiệu quả. càng gần thời điểm trước Tết Nguyên Đán, việc buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ có xu hướng gia tăng, có nhiều thủ đoạn tinh vi do vậy lực lượng công an huyện long thành tỉnh đồng nai sẽ tăng cường tuyên truyền nhân dân các hộ kinh doanh cam kết không tham gia tiếp tay vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán vận chuyển tàn trữ pháo nổ trái phép giúp nhân dân vui xuân đón tết an toàn bình yên